cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Theo kế hoạch, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 đồng phạm trong vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 29 tháng 4. Trong vụ án có 7 người đã bỏ trốn và đang bị truy nã, gồm 5 cựu lãnh đạo SCB Nguyễn Thị Thu Sương, Đinh Văn Thành, Chiêm Minh Dũng, Trầm Thích Tồn, Nguyễn Lâm Anh Vũ và hai người ngoại quốc Sun Henry Kayang, quốc tịch Trung Quốc, cựu phó chủ tịch hội đồng quản trị SCB và Lam Li York, quốc tịch Trung Quốc, cựu thành viên hội đồng quản trị, ngân hàng SCB. Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định xét xử vắng mặt và kêu gọi 5 bị cáo là cựu lãnh đạo SCB ra đầu thú. Đối với Sun Henry Kayang và Lamley York hiện đã bỏ trốn, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có quyết định tách vụ án và tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra hai bị can, khi bắt được sẽ tiếp tục xử lý. Theo cáo trạng, Lamley York, sinh năm 1959, quốc tịch Canada, làm việc tại SCB từ giữa tháng 6 năm 2012 đến ngày 19 tháng 1 năm 2015 với các chức vụ: thành viên hội đồng quản trị, phó chủ tịch hội đồng quản trị SCB. Tài liệu điều tra thể hiện từ ngày 11 tháng 12 năm 2012 đến ngày 28 tháng 11 năm 2014, Lam Lee York đã ký nhiều biên bản đồng ý cho 66 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát vay 68 khoản tại ngân hàng SCB có tổng dư nợ là hơn 53.000 tỷ. Trong đó, tổng giá trị tài sản bảo đảm các khoản vay mà ông ký các thủ tục hợp thức hơn 34.000 tỷ đồng. Kết quả giám định cho thấy chữ ký trên các tài liệu phê duyệt cấp tín dụng các khoản vay cho hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan đúng của ông Lam Li York. Hành vi của Lam Li York gây thiệt hại cho SCB hơn 19.000 tỷ đồng. Đối với San Henry Kayang, từ ngày 1 tháng 7 năm 2015 đến ngày 31 tháng 8 năm 2022, San Henry Kayang đã ký 487 biên bản họp phiếu biểu quyết của Hội đồng Quản trị đồng ý cho 356 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, vay 602 khoản với tổng dư nợ hơn 577.000 tỷ. Trong khi đó, tổng tài sản đảm bảo ở hiện tại của các khoản vay này chỉ hơn 115.000 tỷ đồng. Hành vi của San Henry Kayang đã gây thiệt hại cho SCB số tiền 462.000 tỷ đồng. Đối với San Henry Kayang và Lam Lee York, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã có yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự, đề nghị Cục Tư pháp Khu Hành chính đặc biệt Hồng Kông, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa phối hợp xác minh. Đến nay chưa nhận được kết quả trả lời. Theo hồ sơ, dù đến nay chưa có kết quả tương trợ tư pháp, nhưng quá trình điều tra vụ án đã thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ, làm rõ bản chất vụ án, hành vi phạm tội các bị can. Các bị can Lee York Lam và Henry Sun Kayang được xác định có vai trò giúp sức tích cực cho bà trương mỹ lan rút ruột hàng trăm ngàn tỷ đồng từ scb